Bài viết ngày hôm nay mình sẽ review bàn chải bảo vệ răng trẻ em Pirate Junior giá bao nhiêu? Mua ở đâu? Có tốt không? Xem hết video này để rõ hơn nhé. Đừng quên bấm like, share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích. Nếu bạn quan tâm về sản phẩm vui lòng để lại số điện thoại dưới phần bình luận video này, nhân viên tư vấn bên phía nhãn hàng sẽ liên hệ lại tư vấn cho bạn miễn phí. Từ 3 tuổi trở lên, các nhà sĩ khuyên bố mẹ nên tập cho bé chải răng để vệ sinh răng miệng vì thế, việc lựa chọn cho bé những chiếc bàn chải thích hợp sẽ là điều vô cùng quan trọng trong giai đoạn này. Những chiếc bàn chải cho bé vừa phải đảm bảo tiêu chí vệ sinh răng miệng sạch sẽ, nhưng cũng phải mềm mại để bảo vệ nướu lợi non nớt và men răng sữa nhạy cảm của bé. Đồng thời thiết kế bàn chải cũng phải thuận tiện và thu hút để bé thêm phần thích thú với việc chải răng đều đặn mỗi ngày. Thiết kế đầu chải tròn, nhỏ gọn, lông bàn chải mảnh và mềm dễ dàng làm sạch các kẽ và chân răng loại bỏ mảng bám thức ăn ngăn ngừa sâu răng bạn nên đặt mua sản phẩm trực tiếp từ website nhà sản xuất đặt mua từ website nhà sản xuất bạn sẽ được hưởng các chương trình ưu đãi quà tặng kèm cũng như là được giảm giá và đảm bảo mua được sản phẩm chính hãng đảm bảo chất lượng các bước mua sản phẩm như sau click đường dẫn liên kết bên dưới mô tả của video này để chuyển sang website nhà sản xuất để lại thông tin liên hệ chuyên gia bên nhà sản xuất sẽ gọi lại ngay cho bạn để tư vấn chi tiết về sản phẩm sau khi tư vấn xong nếu bạn thấy sản phẩm phù hợp thì xác nhận đặt hàng bạn chỉ phải thanh toán sau khi nhận được hàng tại nhà nếu vẫn còn những thắc mắc về sản phẩm đừng do dự hãy truy cập website nhà sản xuất và để lại tên và số điện thoại liên hệ nhân viên tư vấn sẽ trao đổi giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc về sản phẩm lưu ý hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng không đạt được hiệu quả thực sự như hàng chính hãng để có thể mua được sản phẩm chính hãng tránh những sản phẩm giả mạo trôi nổi trên thị trường, mình khuyên các bạn hãy đặt mua qua website chính thức để có thể yên tâm nhất về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả đã được niêm yết.